Giờ mình chơi câu cá kiểu mới nha. Mình chơi một chùm lưới này nè. Mình buộc vô cây này. Em chuẩn bị cây khoảng 2 mét này. Ở dưới một chùm lưới này mình buộc vô. Giờ mình sẽ lấy chùm mình móc vô. Mình thả xuống coi cá nó dính nhiều không nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi với mình nha. Sẽ chơi một chùm luôn nha mọi người. Buộc vô cây này chắc khoảng gần 2 mét. Giờ sẽ móc mồi trùng mình thả xuống. Nói chung có khi hàng mình có, mình thử một thử coi nó có ăn không. Có cái độ xác xích nó dính được khoảng bao nhiêu con. Cây này hơi ngắn là mình không có cây dài. Cái cây dài mình để nhiều, còn cây này hơi ngắn quá mình không để nhiều lưới được. Mấy bữa nay mình bị cảm nên mình hơi nói chuyện hơi khó nghe, mọi người thông cảm nha. Với mình nói chuyện hơi nhỏ mọi người cũng thông cảm nha. Bây giờ sáng ngày chim kêu quá trời. Có khi đèn đen nổi hoài anh chị anh không được nổi nữa rồi cá cũng không được. Đây, buộc xong mọi người. 2, 4, 6, 7 lưỡi. Giờ mình sẽ lấy chùm mình móc vô rồi mình thả xuống nha mọi người. Đây, sáng mình cứu dính được con trùng hổ này, chà bá luôn. Giờ mình sẽ cắt nó ra mình móc vô nha mọi người. Đây, mình móc xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ thả xuống hào nha mọi người. Để coi nó dính được không, bao nhiêu còn có dính không. Đó, bây giờ mình sẽ thả xuống hào. Mọi người thấy bãi lưỡi. Mình không biết có dính không nữa. Vậy mình sẽ đẩy nó ra xa vậy. Giờ mình sẽ ngồi mình canh coi nó dính không. Để mình sẽ lấy cá mình nhử nữa. Coi cá nó nổi lên nó ăn. Đó đó có dính đó mọi người, đó có dính đó. Ê dính cá này dân mập ơi. Dính cá nè. Trả lại coi nè. Gỡ đi dân. Thấy không? Lấy cây khiều vô.
Ủa, đó đó đó, lấy cái vợt em, cái chĩa nữa đó kìa, cái vợt, cái khiêu khiêu được, khiêu đẩy nó qua đây nè. Chín cá, còn mấy cá bự không? Rồi xem vô hả? Ôi sảy rồi, nặng không? Ôi sảy rồi, dở lên còn mồi không? Rồi thả thả xuống lại đi, thả lại đi, uống ghê. Ừ, thả nhẹ thôi chị hai ơi, chị hai thả cái này ra đi hết luôn chị hai ơi, trời ơi uổng ghê, nó rỉ nó chạy luôn mà rế gì. Ê, thế nào có con cá phi đen đen, nó cũng dính kìa, cá phi đen đen nổi kìa, nó ngay cây luôn kìa, nó phi đen đen làm nó khờ khờ rồi sao ta. Uổng quá mọi người ơi, thấy nó lâu dính, tưởng đâu nó dính mừng quá, ai nhà đâu vợ mình dở lên nó sảy. Mình hy vọng sẽ dính bảy lưỡi. Ê dính 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 nè em. Ui dính nó dần dần ơi, nó ghị chạy luôn rồi nè. Rồi nhảy ra nữa rồi, không biết nó rỉa ta. Để coi nó dính lâu lâu không. Có mấy cá phi nổi gần đó mà nó không biết nó ăn không hay đi rỉa không. Dính này Dân ơi, giặt quá trời này Dân, trời giặt thấy mê luôn, giặt càng câu thấy mê luôn nè. Ủa nó ghi chạy mê không? Ôi dính rồi nè, dính cá nổi luôn kìa. Ủa đó. Mi dính cá gì mà ghi chạy quá trời mọi người. Đó đó mê không? Đó đó nó ghi chạy. Ô cái chim trắng em ơi. Cây mình của mình, càng câu của mình chạy dù 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 luôn. Mọi người thấy không, nó giặt quá trời không, mình thả bảy lưỡi thì không biết nó dính được mấy lưỡi mà giặt quá trời. Đó trong đây mình kéo lên được còn xa quá, mình đợi chút xíu cho nó vô mé thì mình kéo lên, gần gần mình kéo lên được, còn này xa quá mọi người không biết dính được mấy con mà giặt quá trời. Ê cái chim trắng hay gì á, ơi cái chim trắng hay gì thấy nổi đầu luôn kìa. Ôi dính hai hai, ôi hai dính được hai lưỡi, hai ba lưỡi gì á, không biết cá bự không, thấy giặt quá trời, nó khôn ghế lâu ra giữa hào sao bắt lên. Đợi nó vô sát mé thì mình sẽ lôi lên, chứ giờ nó ra giữa hào nằm rồi, gặp cái hào này cũng hơi sâu nữa. Câu cá phi mà không biết cá phi toàn là dính cá gì đâu không à. Ủa đó nó ghi mê không, mọi người có thấy không, nó cũng dính, nó dính cá chim trắng, dính được hai con mọi người. Còn mồi nè, còn được 4 miếng mồi, 5 miếng mồi. Mình câu cá kiểu này cũng hấp dẫn ghê. Có dù cái chim trắng này hơi nhỏ, mình thả xuống nha, mình canh cá phi, tại cá phi hào mình thấy cũng nhiều lắm.
mình canh cá phi mà cái em sử dụng cái quy chà bá nổi rồi, người ta có cái phi chà bá đang ngấp đó, mình chỉ canh cá phi thôi, cá chim trắng này quá nhỏ thì mình thả xuống nha mọi người. Mà thấy con cá phi chà bá luôn, phi chà bá đang nổi đầu đang đen đó. Giờ mình tháo cái chim trắng và mình thả xuống rồi. Quá giờ cái phi nổi quá trời mình không ăn ta. Cây nằm kế bên nó ăn khôn thiệt. Cái phi nổi quá đó có phi chà bá luôn. Ôi ôi con nào nó nái nái không. Không ăn khôn thiệt. Dính nữa là mọi người. Dính cái chim trắng là sáng dậy dính nếu 1 triệu bắt là 3 con cái chim trắng. Con này con thứ 3 là mọi người. Mình ăn cá phi mà không biết nó phi biển cái chim trắng không. Thôi video của mình đã kết thúc nha. Nếu cảm thấy hay mọi người bấm đăng ký, like, chia sẻ. Cảm ơn mọi người, chào mọi người nha. Con này nhỏ quá chắc mình thả xuống.